Được rồi, sẽ ra sao nếu chỉ nhấn một phím mà bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi và khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhỉ? Nếu chúng ta sống trong Minecraft thì mọi thứ đều khả thi đấy. Cuộc sống quá khó khăn ư? Bạn phải gánh vác quá nhiều công việc, nhiệm vụ hay là do trường lớp tẻ nhạt và bạn không muốn sống như vậy nữa? Hãy thay đổi chế độ sống để mọi thứ đỡ khó khăn hơn nào. Bạn chỉ cần nhấn Escape mà thôi. Bạn có thể điều chỉnh độ khó của cuộc sống bằng cách chọn yên bình, dễ dàng, bình thường hoặc là khó khăn cho những ai thích thử thách. Nếu giáo viên của bạn hằn học giống như con Creeper pixel màu xanh lá cây và trắng thì hãy chọn chế độ yên bình. Cuộc sống ấy sẽ chẳng có quái vật đâu. Hoặc bạn chỉ cần nhận nuôi một con mèo. Những con Creeper sợ mèo lắm đấy. Dù cho bé thú cưng của bạn trông cứ như một cái hộp vậy. Thêm một tin thú vị nữa, đó là nếu cuộc sống hiện tại của bạn đang ở chế độ yên bình thì bạn còn chẳng cần phải ăn. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền đấy. Về ngoại hình như bụi sẽ chẳng còn là một nỗi lo nữa. Bây giờ bạn đã trở thành hình ảnh pixel, sẽ không ai nhìn thấy mụn nữa đâu. Trông bạn ngày nào cũng như vậy, tóc bạn sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi bạn ghét nó và muốn nó mọc dài. Trừ phi bạn thay đổi trang phục, bạn cũng không thể tăng cân hoặc giảm cân. Tỷ lệ cơ thể của bạn sẽ khác đi nhiều. Trong thế giới của chúng ta, tỷ lệ đầu so với cơ thể là khoảng 1:7. Còn trong Minecraft thì mọi người đều có thân hình như một em bé với đầu to và người nhỏ. Bạn sẽ không có ngón tay, vì vậy nếu có cơ thể của Minecraft trong đời thực thì bạn sẽ không giỏi các kỹ năng vận động tinh. Vậy là sẽ không có phẫu thuật Minecraft đâu nhỉ? Và dù sống đâu thì bạn cũng chẳng cần quần áo chống lạnh hoặc giày dép nữa. Cuộc sống không thay đổi, nghĩa là bạn không già đi như bình thường và không còn sinh nhật nữa. Chiếc bánh bạn có thể tìm thấy trong trò chơi không phải để thắp nến rồi ước đâu. Nó chỉ giúp bạn qua cơn đói thôi. Chu kỳ ngày đêm giờ cũng hơi khác, với 100 ngày tại Minecraft tương đương với 33 giờ bình thường. Vì vậy, tuổi thọ trung bình cũng sẽ thay đổi. Thời gian sống trung bình ở Mỹ là 78 năm hay khoảng 683.000 giờ. Vì vậy, tuổi thọ trung bình trong Minecraft sẽ tăng lên 5.700 năm. Này, bạn cũng có thể hồi sinh nữa đấy. Bạn đã sẵn sàng sống một cuộc đời vĩnh hằng chưa nào? Thức ăn ở đây thì không khác gì những thứ chúng ta ăn trong đời thực, kể cả lượng calo nữa. Một cái bánh sẽ bổ sung năng lượng cho bạn nhiều hơn một củ gen. Nhưng cũng sẽ có một số ngoại lệ. Một quả táo vàng có thể giúp bạn tăng thêm sức khỏe trong Minecraft. Thật buồn vì món táo vàng ở Walmart chỉ ngon ngoài đời thật mà thôi. Bạn có thể sẽ chết đói trong Minecraft sau 2 ngày, tuy nhiên trong đời thực thì lâu hơn một chút. Vâng, sống mà không có thức ăn đúng là một thử thách, nhưng con người có thể chịu đựng được điều đó. Mặt khác, nước là thứ khá cần thiết trong thế giới của chúng ta, nhưng nước lại không gây ảnh hưởng gì nhiều đối với người chơi Minecraft. Nông nghiệp ngày nay sử dụng một số loại phân bón để thúc đẩy sự tăng trưởng của cây trồng. Nhưng nếu chúng ta có bột xương mà người chơi Minecraft dùng cho cây của họ, thì chúng ta sẽ thu hoạch được vô số loại trái cây và rau quả. Tuy nhiên, cuộc sống này khá tẻ nhạt. Hôm nay bạn thức dậy và đào đất. Hôm sau bạn thức dậy rồi làm thủ công. May mắn là sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với những người tài năng. Đó là những người không cần tới hoạt động mua bán vì họ có thể tự tạo ra nhiều đồ vật khác nhau. Nhưng bạn không cần lận lừng quá nhiều tài năng đâu. Bạn có thể làm hầu hết mọi thứ chỉ với cái cuốc để nâng cấp nó thành cái cuốc kim cương. Những cửa tiệm kim khí với đầy đủ các mặt hàng tiện dụng sẽ trở nên nhộn nhịp trong thế giới thực khi cuốc thay thế mọi thứ khác. Tuy nhiên, bạn cũng phải chăm chỉ hơn một chút. Trong thế giới Minecraft, bạn không thể chợp mắt. Tại thế giới này, bạn chỉ có thể ngủ vào ban đêm hoặc khi đang có thời tiết xấu. Giấc ngủ là rất cần thiết để tránh bị bắt bởi những con quái vật sẽ xuất hiện ngay khi màn đêm buông xuống. Và bạn phải chắc chắn rằng không có quái vật nào ở gần mình trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể ngủ trên giường của mình mà thôi. Ngay cả khi bạn muốn nằm dài trên một đồng cỏ xinh đẹp trong màn đêm thì bạn cũng sẽ không ngủ được đâu. Đối với các lớp học ở trường cũng vậy. Dù chúng có nhàm chán đến đâu thì bạn cũng không thể ngủ gật được. Nhưng bạn vẫn có thể xem các chương trình truyền hình khoa học thưởng thức nếu thích chúng đấy. Kênh Discovery sẽ không chỉ chiếu về các quần dã sinh vật và động vật hình vuông đầy đa dạng mà còn nói về những thế giới khác như Nether và Overworld nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ không dành nhiều thời gian ở trong nhà. Hầu hết các hoạt động trong Minecraft đều ở ngoài trời nên bạn phải ra ngoài rất thường xuyên. Việc đi du lịch sẽ rất thú vị trong thế giới Minecraft. Bạn muốn ghé thăm Nether? Đó là chuyến đi đến thế giới ngầm đấy. Không cần mua vé, làm thủ tục hải quan hay ngồi hàng giờ trên cái máy bay nhỏ xíu. Bạn chỉ cần chút dung nham và một ít nước là đủ. Đổ chất này vào chất kia và obsidian sẽ xuất hiện. Ngay sau khi bạn tạo được ít nhất 8 khối chất, hãy xây một cánh cổng, đốt cháy nó và thế là xong. Chào mừng đến với thế giới Nether. Nếu đi du lịch thì bạn có thể mang theo giường và lắp ráp nó bất cứ nơi nào bạn muốn. Đây đúng là một cách hay để tránh những khách sạn đắt tiền. Và đó là thứ còn thiếu ở Nether. Tuy nhiên, đó không phải chỉ là một chuyến đi vui vẻ gì cho cam. Bạn cần rất nhiều nguyên liệu để điều chế thuốc và cũng sẽ không có đồ lưu niệm đắt tiền. Thay vào đó là một số món hữu ích khác mà bạn khai thác được từ các khối Nether kỳ lạ. Dù có biệt danh là Zombie Pigman, nhưng người dân địa phương khá thân thiện và không bao giờ tấn công trừ khi bạn là người khai chiến. Dung nham có thể giúp bạn đi du lịch, làm thùng rác và ngăn những kẻ đột nhập. Trong thế giới Minecraft, bạn có thể chắc chắn rằng những vị khách không ai mong đợi sẽ không làm phiền bạn. Chúng sẽ rơi vào dung nham sôi sục và thế là hết. Bạn cũng có thể cài đặt tripwire hook ngay sau cửa trước để kích hoạt những cái bẫy dạng piston khi có những vị khách khó ưa ghé qua. Khi vị khách ấy kích hoạt tripwire, piston sẽ khiến sàn nhà biến mất và đưa họ vào hư không. Nếu có dịp ghé thăm vùng biển thì hãy mang theo cửa trước, nó sẽ giúp bạn khám phá đại dương sâu thẳm. Trong trường hợp bạn rơi xuống nước thì tất cả những gì bạn cần làm để thở lại bình thường là đặt cánh cửa lên trên đầu bạn. Không ai có thể nín thở quá 24 phút trong đời thực, nhưng trong Minecraft bạn có thể ở dưới nước gần như là mãi mãi hoặc bao lâu tùy thích. Hiện tại hệ thống giao thông đã tốt hơn nhiều, bạn vẫn sử dụng được các phương tiện giao thông mà bạn đã quen thuộc, nhưng lái xe đẩy siêu thị có thể vừa thú vị lại vừa nhanh hơn đấy. Chỉ cần xây dựng đường ray ở bất cứ nơi nào bạn muốn và thế là không cần quan tâm đến chuyện cả xe nữa rồi. Vật lý cũng thay đổi nhiều lắm đấy. Người ta cho bạn rất nhiều siêu năng lực mà trong thế giới thực sẽ không tồn tại. Bạn có thể nhảy cao hơn, dễ dàng leo lên bất kỳ ngọn núi nào và chạy nhanh hơn như thể trọng lực chẳng tồn tại đối với bạn. Bạn có thể tạo một hàng thẳng đứng gồm nhiều khối và khi bạn đập bỏ khối bên dưới thì khối bên trên vẫn lơ lửng. Điều đó không có nghĩa là bạn không rơi xuống từ trên cao, cú ngã vẫn xảy ra, nhưng bạn sẽ an toàn nếu đổ một ít nước từ trong thùng rang ngay trước khi chạm đất. Bạn không chỉ có thể thực hiện tất cả những điều đó mà còn dễ dàng chặt một cái cây to chỉ bằng vài nhát và không cần dụng cụ nhé, tay không là đủ và sau đó tay bạn cũng không hề có một vết xước nào. Bạn sẽ không thấy đau trong thế giới này đâu. Đừng lo, những cành trên cùng của cái cây bạn vừa chặt sẽ không làm bạn bị thương vì chúng lơ lửng trên không. Chặt rừng trong Minecraft sẽ trông rất buồn cười. Bạn có thể tưởng tượng một khu rừng được tạo thành từ những thân cây lơ lửng không? Không con sóc nào có thể leo lên cây trong một khu rừng như vậy cả. Nếu đi dạo quanh đây thì bạn có thể bắt gặp những loài động vật hoang dã, ví dụ như gấu và chó sói. Bạn có thể thuần hóa chó sói và gần như biến chúng thành chó. Gấu thì không nguy hiểm cho bạn, chỉ cần nhốt chúng trong hàng rào là được. Trông có vẻ yếu ớt nhưng đó là thế giới Minecraft nên sẽ tuyệt đối an toàn.